Sáng ngày 10 tháng 5, thông tin từ Hà Kiểm Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đã phối hợp với ủy ban nhân dân xã Kỳ Xuân và cơ quan công an bàn giao một cá thể trăn đất quý hiếm cho vườn quốc gia Vũ Quang để tiếp tục theo dõi và chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên. Con trăn nặng khoảng từ 35 đến 40 kg, chiều dài khoảng 3 đến 3,5 m, được phát hiện khi bò vào trang trại chăn nuôi của gia đình bà Nguyễn Thị Thủy trú tại thôn Lê Lợi, xã Kỳ Xuân và đã nuốt chửng con bê con một tháng tuổi của chủ trang trại. Trang trại của gia đình bà Thủy nằm bên sườn núi, chủ yếu chăn nuôi bò, gà và dê, trồng cây. Thời gian gần đây, ngoài một con bê con bị con trăng đất nuốt chửng, thì trang trại của bà Thủy còn mất thêm ba con dê khác không rõ nguyên nhân. Bà Thủy cho biết, thỉnh thoảng có một số con trăng đất bò vào, nhưng không lớn và dài bằng con trăng bắt được lần này. Theo hạt kiểm lâm huyện Kỳ Anh, đây là cá thể trăng đất có cân nặng và chiều dài lớn nhất từ trước đến nay, được người dân trên địa bàn huyện Kỳ Anh phát hiện giao nộp cho cơ quan chức năng. Trước đó, cuối tháng 3 năm 2023, hạt Kiểm Lâm huyện Kỳ Anh phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cũng đã tuyên truyền vận động một hộ dân ở địa bàn thôn Phú Thượng, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, giao nộp một cá thể trăng đất cân nặng hơn 5 kg, chiều dài khoảng 3 mét, được nuôi nhốt tại nhà để thả về môi trường rừng tự nhiên.